Tiếp theo sau đây, chào ngày mới sẽ mang đến cho quý vị một số thông tin thể thao nổi bật. Với thành tích mang về cho thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường Olympic, Hoàng Xuân Vinh đã không có đối thủ ở cúp chiến thắng, giải thưởng được ví như Oscar của làng thể thao Việt Nam. Kỳ tích một huy chương vàng, một huy chương bạc là một mốc son chói lọi trong lịch sử thể thao nước nhà và tạo ra cú hích mạnh mẽ đối với bộ môn bắn súng nói riêng và thể thao đỉnh cao của Việt Nam nói chung. Vì thế, cũng giống như ở lễ trao giải vận động viên tiêu biểu của năm, xạ thủ này được vinh danh tại cúp chiến thắng. Huấn luyện viên của Hoàng Xuân Vinh là bà Nguyễn Thị Nhung cũng được tưởng thưởng với danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Đây rõ ràng là thành quả xứng đáng cho những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng quan trọng của bà cho bộ môn bắn súng của Việt Nam nói riêng và thành công vang dội của thể thao Việt Nam trong năm qua.